Hướng dẫn vệ mũi trong 5 phút cho người mới. Đầu tiên, vẽ cho mình một hình tròn nhỏ, sau đó vẽ hai đường thẳng song song ở trên. Đây chính là sóng mũi của chúng ta. Từ hình tròn ta chia đôi ra làm hai phần bằng nhau. Giới hạn của đường thẳng này chính là mũi của chúng ta. Có các điểm này rồi thì chúng ta nối chúng lại để được phần khung của mũi. Tiếp tục bo tròn góc để hoàn thành phần dựng hình. Tiếp theo, hãy dùng bút chì 6B đánh khối, đánh hai bên sóng mũi và quả mũi. Đây là hai phần khối tối nhất, sau đó đè lên một lớp chì phủ cho toàn bộ hình. Trong quá trình đánh khối, hãy nhớ là cầm bút chì dài tay và đánh nhẹ nhàng thôi nha. Chú ý hãy nhấn đậm ở hai lỗ mũi và hai bên cánh mũi vì đây là phần khuất sáng nên sẽ tối nhất. Để làm mịn nét chì thì hãy sử dụng bông gòn xoa theo chiều thuận. Tiếp theo là phần lấy sáng cực kỳ quan trọng, dùng tẩy đất sét lấy sáng ở phần quả mũi. Đây chính là phần nhận ánh sáng nhiều nhất. Thêm sáng ở phần sóng mũi một chút để mũi cao hơn nha. Sau khi lấy sáng xong thì chúng ta đã thấy sự khác biệt ngay. Tiếp tục lặp lại các bước trên cho đến khi đạt được sắc độ ưng ý. Toàn bộ quá trình chỉ mất khoảng 5 phút. Và đây chính là thành quả của mình. Cuối cùng là chúc bạn thành công nha.